trên báo, những thông tin chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hang, xong đen chuyện ngực thì nở nang, xong đen chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì căng đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên bao hiện tỷ đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cao, bao hoa lời giá lời vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Từng ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh ơi nghe ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong và trong trí ấp về một thế giới như mơ, như giờ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên sông những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây thấy muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, thấy muốn đẹp xuất sắc thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những năm đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia gặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cao, ba hoa lời giá lề vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Từng ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong vào trong trí ấp về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Có thể dành cho nhau những tràng vỗ tay thật lớn nữa không ạ? Yeah. Ôi thật bất ngờ. Ôi thật bất ngờ. Tôi hóng bất ngờ, ao ước từng ngày. Ôi từng ngày, ao ước từng ngày. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Anh cười cho em đấy. Quan chưa? Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày chót trong vào trong trí ấp về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ.